3, hướng dẫn làm mì xào cực ngon ngay tại nhà. Món này rất là nhiều bạn hỏi Hoshi xào như thế nào cho ngon nè. Thì ok, hôm nay Hoshi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để xào mì bài bản nha. Bước 1 là bắt một nồi nước sôi, sau đó các bạn sẽ khứa mực xéo, giống như mình đang hướng dẫn rồi cắt mực thành từng lát. Ok. Khi mà nước sôi lên rồi thì các bạn sẽ cho tôm vào luộc. Mình sẽ cho tầm 2 tới 3 con nha. Bạn nào dùng phần đầu thì xem lại tập 2. Mình có hướng dẫn sơ chế tôm rồi nha. Tiếp tục mình sẽ cho mực vào trụng sơ. Rồi sau đó các bạn vớt ra liền để cho ráo nước. Lưu ý là cho tôm vào luộc trước rồi sau đó trụng sơ mực thôi nha. Bước 2, mình sẽ cắt vài bẹ cải xanh ở từng khúc như thế này, vài bắp cải thảo. Các bạn cắt cho đều để lát nữa xào cho đẹp ha. Ok, thêm vài cọng cần tây rồi hành lá cắt khúc. Các bạn cắt khoảng 4 tới 5 cm là ok. Sau đó mình sẽ cắt vài miếng cà rốt. Khi mà các bạn nấu ăn á thì phải luôn luôn tập trung thì cái món ăn của mình nó mới thêm ngon và an toàn. Còn nấu ăn á mà tâm hồn thả trên mây hay là để lang thang gì đâu đó thì khó mà được ngon lắm. Tỏi thì mình sẽ đập cho dập ra rồi sau đó băm nhuyễn. Đậu hành cũng vậy, các bạn cũng sắc mỏng ra nha. Bắt thêm một nồi nước sôi nữa rồi cho cà rốt vào luộc khoảng 15 giây, rồi sau đó tới cải thảo 5 giây. Các bạn ơi, ở đây mình chỉ đăng video được có 1 phút thôi, cho nên bạn nào muốn xem clip full và chậm thì vào từ nhà của Hoshi xem.